cái điểm yếu mà nó không bị thôi là thế nó phải đổi nó mới học từ đây nó vẫn là trí tuệ chứ thế anh mới bảo đặt cấp em điểm hạt chỉ hạt là nó nổ đúng đây đúng chỗ này đây biết đâu biết đây tinh mới nhìn thấy anh nghe nhưng mà nó xuống anh phải nhìn thật kỹ vào đấy chứ cái tâm không đút được vừa cái tâm mỏng em giỏi thật xuống nhiều mà không ăn cơm thiên hạ dễ với là thầy là thợ chứ cần thiên hạ thì kiểu thịt bò là có mẹo chứ giờ đưa cậu cứ lấy máy mà thịt nó chạy nhỉ đúng rồi chắc là nó dít ba ngọn tắc kéo toàn tao có đồ trùng là chủ cơm trùng phê này trước khoảng này nó rộng á cái cành này nó ở trên này này nó trên này nó không đớp bóng đấy con tử à mà con tử anh qua cơ bản anh không thích con tử nó ngoái mái về đây mà nó không có đường đi thì bây giờ phân bổ em này ở đây là không phải nhựa nó rất đáng từ dưới này đấy, vỡ nhựa vỡ thân này từ góc này lên đến gần đây rồi nhìn là phê vậy trung chặn anh nghe thấy không cái này nếu mà bỏ ra anh không nhìn thấy em biết là đứng mặt này ngắm mới sướng này lão mọc xiên sơn nó mới nó để lão là lạ cây là mọc xiên vào núi này như bức tranh là xiên sơn tôn của không còn vít trong này cái này một năm tháng sao giờ cái này về để thánh đả nó mới ra hay rồi thánh đả thì thánh không à? Nó mới ra vấn đề được quý vị và các bạn cùng ngắm cái bộ dăm này với cái góc nhìn từ bên trên nhìn xuống nha quý vị nhé. Đây để thể hiện được hết cái vẻ đẹp của một tác phẩm thì phía bên đằng sau có cái phông, quý vị và các bạn sẽ nhìn thấy 20 phân nữa tí nữa rồi, ok rồi, quý vị và các bạn ngắm rất là đẹp. Quý vị và các bạn cứ hình dung như cái phông đằng sau ấy là một cái bức lèn và đây là một cái bức tranh sống động quý vị ạ. Rất đẹp. Ở cái góc nhìn này thì quý vị và các bạn nhìn thấy cái thân ở phía sau để tạo thành một cái phông nữa làm nên cái độ rất là sắc nét và độ sâu của cái tác phẩm này quá tuyệt vời. Tôi sẽ cố gắng quay những cái góc đẹp nhất để gửi đến quý vị các bạn. Sau khi quay cái cảnh này thì tôi sẽ chỉ những cái điểm mà bạn Tám và bạn Quân đã xử lý vào cái tác phẩm này của anh Thinh. Vậy khá là đẹp quý vị. Hiện tại thì ba cái ngọn chính đã được bóc tách ra quý vị, làm cho cây có độ sâu rất là đẹp. Hai nữa là cái con tử này thì cũng
được định hình và co kéo lại. Đấy. Khi mà cái cành của thân chính bên này nó trải sang nó che ôm lấy con tử, rất là đẹp. Đây cái góc này tôi rất thích ở cái góc máy này quý vị này. Thắng thì sang mặt bên kia anh với. À, quý vị và các bạn cùng ngắm cái mặt phía bên đối diện này nha. Mặt này tôi thấy cũng rất là ưa nhìn này. Lên tí nữa Thắng ơi. Ok đấy. Vì mới tác động cho nên là bây giờ trên cây vẫn còn những cái tăng đơ để giữ ở cây ở cái vị trí cố định. Sau khoảng 6 tháng đến 1 năm quý vị ạ, tháo những cái phần đấy ra thì đây sẽ là tác phẩm tuyệt vời luôn quý vị ạ. Như một bức tranh sống động. Con tử bây giờ cũng rất là rõ ràng quý vị. Điểm khô thì bình tĩnh thôi, nếu thế thì người ta đợi mình thì mới xứng, chứ đừng để mình đợi người ta lâu chút buồn lắm. Đang trong cái nhà nó thực tế phải nói là trình độ vẽ bông tán và sắp xếp định hình cốt của bạn Tám và bạn Quân không thể chê với đâu được quý vị. Tận dụng hết những cái yếu tố sẵn có từ tác phẩm để làm nên vẻ đẹp và hoàn thiện và hoàn mỹ cho cái tác phẩm. Đây, mọi góc quay đều rất là đẹp quý vị. Những cái bộ râm mà vừa thoáng mà vẫn đủ trùm lên cái bóng chứ khá là ấm. Em để cành hoa kia đưa là kia. Ok rồi Thắng ơi. Cứ anh lại thì nó nào cả. Ừ. Nào đúng kiểu đúng thế quần này. Đặc biệt là quý vị các bạn cũng ngắm cái quả phúc này, quả phúc rất to, ba ngọn, ba quả phúc kết hợp lại thành bóng của tác phẩm. Anh hiểu rồi kìa. Rất ưng ý quý vị ạ. Nó cũng vậy chứ này. Cái chức quân khoa học rồi, mình qua sẵn rồi chị em cũng khổ không? Mày hóa cũng cảm giác biết mấy con này. Ví dụ như con tử này là trước nó bay ra đằng này quý vị. Nó được bạn Tám kéo ngược trở lại đây. Được kéo cái tàn ra xe này con tử rất là tuyệt vời. Hai đến ba cái ngọn này thì được định cốt và như cái thân này, thân này thì được kéo xuống rất là nhiều, làm cho cái tách bóc tách giữa ba ngọn là rất là hợp lý quý vị. Hiện tại thì chú bạn Quân và bạn Tám vẫn đang tiếp tục hoàn thiện một số tác phẩm nữa trong vườn anh Thinh. Quý vị và các bạn có thời gian tới với vườn anh Thinh cùng uống nước và ngắm cây. Tôi xin dừng cái cuốn video chia sẻ tác phẩm rất là nổi tiếng vừa được hoàn thiện, đó tác phẩm Lão Mộc Xuyên Sơn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những cái video sau. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều niềm vui, hạnh phúc. Xin chào thân ái.